Rồi, kênh Hoa Sứ Tây Ninh xin chào tất cả mấy anh chị em thân mến nha. Rồi, rất vui được gặp lại mọi người nha mọi người. Rồi, chúc mọi người có những ngày đầu tuần thật là nhiều niềm vui, là nhiều sức khỏe nha mấy anh chị em. Bữa nay mình làm cái clip chia sẻ một số cái loại phân với thuốc nữa. Phân thuốc rồi cho mấy anh chị em nào mà mới bắt đầu mà chơi sứ á, mà mình chưa biết chọn cái loại phân nào phù hợp là sao cho cái loại cây sứ của mình nó phát triển tốt á. Bữa nay mình cũng chia sẻ cho mấy anh chị em một số phân thuốc để cho mình tiện để mà mua cho nó dễ á. Còn đối với mấy anh chị em mà đã chừng chơi sứ rồi thì tất nhiên phải biết cái mấy cái loại phân này rồi thì mình không dám nha. Nhờ mấy anh chị em mình có hướng dẫn mình thêm nữa. Mình có nói gì thiếu sót mong mấy anh chị em mình giúp đỡ mình thêm nha mấy anh chị em. Để ví dụ mấy người ta mới chơi, nhiều khi người ta không biết dùng cái loại phân nào á. Mình nói lên đây cho người ta dễ, người ta tiện ra tiệm ta mua cho nó dễ hơn. Người ta khỏi phân vân là không biết phải nên lựa chọn cái loại phân nào hết. Rồi để trước tiên là đến với mấy cái loại phân á, mời mấy anh chị em mình cùng ngắm cây sứ của mình tới đây. Đó, cây sứ nhỏ nè mấy anh chị em. Đó, để quảng cáo một chút nha. Cái nào cũng phải có 5 phút quảng cáo nha mấy anh chị em. Đó, để quảng cáo mấy anh chị em cây sứ nhỏ cho mấy anh chị em xem cho vui nè. Tại mình nói quảng cáo cho mấy anh chị em ngắm cho nó vui một chút rồi để cho mình cũng bớt rung lại á. Nãy giờ nó rung quá, nhiều khi hồi nó mình quên cái mình nói nó lộn hết nha mấy anh chị em. Đó, cây sứ nè. Mấy anh chị em thấy đẹp không? Cây sứ này hình như là cái tên của nó là cây sứ Long Thành hay gì đó mấy anh chị em ơi. Tên Long Thành. Đó, cây này cây Long Thành. Đó, cái mặt hoa đó mấy anh chị em nhìn thấy đẹp không? Đó. Để mình xoay một vòng cho mấy anh chị em xem. Đó, nó nhỏ mà nó ra bông đều hết luôn ha. Tàn nó ra đều hết luôn. Đó, đều hết, rất là đẹp luôn. Đó, cái mặt qua nó đẹp không? Cái này nó cũng bị thiếu ánh nắng nè mấy anh chị. Tại sao mấy bữa nay cái cây này nó nhỏ, mình thấy bông đẹp quá, cái mình đem vô trong nhà, mình để trên bàn uống nước á. Bởi vì giờ nó thiếu ánh nắng nè, nó thiếu sức sống, bởi vì nhìn cái cây nó không có được tốt lắm. Rồi để trở lại vấn đề chính là mình giới thiệu một số loại phân cho mấy anh chị em nha mấy anh chị. Đối với mấy người chơi sứ thì tất nhiên cái loại phân này thì quá rành rồi, quá đơn giản rồi. Còn có một số người thì người ta mới chơi, người ta không biết đó nha mấy chị em. À, để mình xách nguyên cái bọc lên cho mấy anh chị em xem luôn. Đó, này mình mới mua nè. Người ta bán mấy cái chỗ người ta bán, người ta có cái bao bì nhãn mát nữa mà dễ biết. Còn cái này mình mua lẻ, mua có 2kg rồi, bởi vì người ta bỏ vô cái bọc cho mình nè. Để mình lấy ra cho mấy anh chị em xem luôn. Nó phân này nè mấy anh chị em, ví dụ mà mình trồng á, mà mình cảm thấy cây sứ mình nó không phát triển quá tốt á, mấy anh chị em ra cái tiệm bán thuốc phân thuốc trừ sâu đó, mình mua nói với người ta là mình mua cái loại thuốc này nè, Dynamite. Anh chị em nhớ nha, nhớ lưu ý giúp giùm nha, là phân Dynamite. Nó có nhiều loại lắm, nhiều giá lắm, có thể là 20-30, mười mấy ngàn, 20 ngàn, 30 ngàn, hoặc là nó mắc hơn nữa, tùy theo loại. Thì anh mấy anh chị em cứ ra mua cái thằng mình cảm thấy cái loại nào tốt thì mình dùng thôi. Ví dụ lượt này mình mua rẻ nó 20 ngàn đi một ký mà nó không tốt thì mình lần sau mình mua cái loại tốt hơn, mà nó cũng là cái nhãn hiệu Dynamite nha mấy chị em. Đó, Dynamite là nó chuyên dùng cho cây sứ tốt, rất là tốt luôn. Đó, phân nè, nó cái phân cái loại của nó có viên viên này, viên tròn tròn dài dài vậy nè. Không biết mấy anh chị em có thấy cái hộp sứ chưa, cái hạt của cái trái sứ á, là cái nó y vậy luôn nè, nó y như cái viên thuốc phân Dynamite này luôn nè, cái hạt của trái sứ á. Cái này còn cái cách vấn đề mà mình bón á, bón như thế nào á thì anh em cứ đơn giản thôi. Cứ một góc đi, một góc thì mấy anh em phân ra khoảng chừng mười mấy 20 viên gì đó. Đó. Tùy theo góc bự hay góc nhỏ nha mấy anh em. Bự thì mình bỏ nhiều hơn chút, còn nhỏ thì mình ít lại. Như cái cây này, cây nhỏ của mình đi, mình bỏ chừng mười mấy viên thôi, mười mấy viên rồi được rồi. Đó, mình bỏ rải đều lên vậy nè. Đó, mình rải. Xa ra tí. Đó, mình rải đều lên vậy nè, rải đều vòng vòng gốc cây nó đi. Không sao hết á. Cái phân này là cái loại phân tăng chậm nha mấy nha. Phân tăng chậm mình rải lên đây cái từ từ nó ngấm á, nó ngấm xuống đất á, từ từ nó cái cây nó sẽ ăn, nó phát triển. Đó, mình bón phân xong anh chị em mình kết hợp với cái loại thuốc này nè, mình phun cho nó rất là tốt luôn. Đó, cái loại này là loại thuốc phân bón lá đó mấy anh chị, phân bón lá Trimit nè. Đó, cái loại này rất là tốt luôn, siêu ra rễ.
Cái loại này là nó chuyên dùng cho những cái cây mà ví dụ mà mấy mình dăm cành á, ví dụ mình dăm cành sứ hay là dăm cầm bông giấy hay là bất cứ loại cây nào, mới kết cả các loại cây bonsai nào cũng được hết. Nó rất là cực kỳ, nó tốt luôn. Ví dụ mình dăm cành thì mình cứ ngâm với nó y như là thuốc kích rễ vậy đó, mình ngâm cho nó hay là mình quét cho mình dăm mình nhúng vô đây cũng được nữa, mình trồng nó cũng lên nữa, nó ra mau ra rễ lắm. Còn đối với mấy cây sứ mà mấy anh chị em mà mới mua về á, mới mua về mấy anh chị em trồng lên khoảng một tuần lễ đi phải không, một trồng một tuần lễ là bắt đầu mình phun cái loại thuốc này vô đó, mình phun cái thuốc này vô là nó mau phát triển dữ lắm đó. Mình cứ phun định kỳ cho nó, nửa tháng là mình phun cho nó một lần, cái loại này nó tăng trưởng rất là mau luôn. Cái còn cái vấn đề hướng dẫn mà cái liều lượng của mình á, là nó trong đây nó có để cho mình hết nè. Ví dụ trong đây là ví dụ nó để cho mình là 1 gram là mấy anh chị em pha cho 1 lít nước, còn 2 gram là 2 lít nước, tùy theo số lượng cây sứ của mình nó nhiều hay ít thôi. Cái loại này rất là tốt luôn, chuyên dùng tất cả cho các loại cây luôn, cây bonsai cây nào cũng được hết á, nó rất là hiệu quả. Mình cứ phun định kỳ cho nó, nửa tháng mình phun một lần đó, kết hợp với nhau đó. Ví dụ mình bỏ phân là nửa tháng mình bỏ phân, cái bắt đầu mình phun cái này lên luôn, phun lên lá lên đầu lên thân của nó không sao hết á, cứ phun đều hết luôn. Nhưng mà cái này mình hạn chế, ví dụ cái cây nó đã phát triển rồi nha, mình hạn chế phun nó lại đi, tại nó đã đủ tàn nhánh lá hết rồi đó, là lúc đó nó đã tươi tốt hết rồi đó, mình ngưng lại để cho cây nó bắt đầu nó ra hoa. Chứ mình phun nó quá, cứ mình lạm dụng mình phun cái loại thuốc này nhiều quá thì nó chỉ lo phát triển với mấy cái tàn nhánh rồi đó, rồi hoa nó không có cho ra cho, nó không cho ra hoa cho mình đâu, nó chỉ phát triển thân với nhánh được không. Nếu mình cảm thấy mà nó phát triển rồi thì mình ngưng lại, chừng nào mà cây mình cảm thấy nó bị si rồi hay gì đó mình bắt đầu mình phun tiếp. Còn thí dụ mà ở tiệm mà mấy anh chị em ra mua mà không có cái loại này á, không có cái loại thuốc này mà anh chị em mua cái loại thuốc này nè, đó, phân bón lá đầu trâu nè, 501 à, nãy trò ra lá nè mấy anh chị, loại này nó cũng tác dụng nó cũng rất là tốt, cũng y như cái loại này thôi, nó cũng tốt đó. Cái này mình phun cũng phun lên lá lên đầu cho nó nè. Cái loại này cái công dụng của nó thì cũng như cái loại này thôi, nhưng mà cái liều lượng pha cũng giống nhau, chỉ cũng mình cũng pha 1 gram vậy đó, 1 gram cho nó 1 lít nước này. Trong cái muỗng này, trong đây nó có cái muỗng sẵn nè anh chị, để mình lấy luôn. Thấy không, có cái muỗng nhỏ nè, cái muỗng này là 1 gram đó nha, mình múc đại cứ một muỗng vậy là 1 gram, cứ mình múc một muỗng lên đây là 1 gram vậy đó. Nói chung mình pha thuốc á, mình đừng nên lạm dụng thuốc nhiều quá. Nếu mình pha số lượng ta để trong đó, ví dụ là 1 gram cho 1 lít nước, mình pha ít hơn gì nữa cũng được, càng tốt. Ví dụ là 1 gram mình pha cho 1,5 lít nước đi cũng được, hay là lít mấy gì đó. Tại mình lạm dụng thuốc nhiều quá thì nó cũng không tốt. Còn đây mình cũng chia sẻ với em một cái loại thuốc trừ sâu này nè, cho cây sứ nè, mấy cây sâu với lại nhện đỏ rồi đó. Nói mấy anh chị em ra cái tiệm, nếu cây của mình nó có bị bệnh á, bị sâu bị đồ thì mình hãy xịt ngang, còn nếu như nó không có cái vấn đề gì hết thì mình không nên xịt làm gì. Tại cái loại thuốc này nó công dụng nó cũng rất là mạnh luôn nè. Công dụng cái loại thuốc này mình mua đó là mình trừ sâu nó rất là hay luôn nè. Ta siêu 1.9 nha mấy anh chị em. Còn công dụng thì trong đây nó có hướng dẫn cho mình hết nè, cách sử dụng sao nè, nó có chỉ dẫn cho mình hết nè. Nhưng mà công dụng nó cao nhưng mà tác dụng phụ thì nó cũng rất là nguy hiểm nha mấy anh chị em. Ví dụ mấy anh chị em mà có dùng cái loại thuốc này á, thì mấy anh chị em phải là đeo khẩu trang vô cho mình nè, trang bị khẩu trang nè, đeo mắt kiếng đồ vô, để cho nó tránh cái trường hợp mà cái nó bay ngược cho mình á. Thí dụ mà mình phun á, mà cái xương nó có bay vô dính vô da thịt của mình thì anh chị em nhớ là đi rửa liền nha, chứ cái này nó cũng rất là nguy hiểm, ảnh hưởng tới sức khỏe của mình đó. Còn cái vấn đề mà mình phun thuốc á, giấc nào là tốt nhất á, thì anh chị em mình cũng góp ý là theo ý của mình á, mình nên phun vào giấc sáng thì tốt hơn. Tại giấc chiều á, tháng này là tháng mưa ấy, nhiều khi mình phun giấc chiều đi, mình đa phun mới vừa phun xong cái trời cũng đổ mưa xuống, cái làm cái công phí công sức của mình. Bởi vậy mình phun giấc sáng sớm là nó tốt nhất á. Nhưng mà mấy anh chị em nhớ hạn chế là khi trời có gió nghe, nếu có gió lớn quá thì mình hạn chế ngưng phun đi nghe. Nếu mình phun lúc trời gió mình cũng sợ ảnh hưởng tới mình á, nhiều khi cái xương của nó bay ngược lên vô mình á, làm ảnh hưởng tới sức khỏe là không tốt nha mấy anh chị. Thật ra mình nói nhiều vậy thôi chứ trong đây người ta cũng có chỉ cho mình hết rồi, nó hướng dẫn người ta cũng có nói hết rồi, nhưng tại mình muốn nói thêm cho anh chị em cho dễ hiểu vậy thôi. Còn ngoài tiệm mà không có cái loại thuốc trừ sâu này nữa thì mấy anh chị em mua cái loại thuốc này nè, thuốc Artemis này nè,
đó, tiêu sâu cuốn lá rồi nó knock out nhện đỏ rồi, cái loại thuốc này nó công dụng nó cũng như cái loại thuốc này nè đó. Mấy anh chị em nếu như mà còn không, mấy anh chị em chụp hình lại á, mình ra tiệm mình dễ mua hơn, chụp hình lại mình ra tiệm mình mua cho nó dễ đó, hai loại thuốc nè, nếu mua loại này không được thì mình mua loại kia. Còn mình mấy bữa nay mình cũng nói với mấy anh chị em, có một số anh chị em hỏi mình cái cây nó thường hay bị vàng lá rồi đó, bị vàng lá nó rụng á, mình cũng để mình nói thêm một chút ít nữa. Cái vấn đề bị vàng lá là mình cũng đang tìm hiểu lý do nguyên nhân chính của nó là nó bị như thế nào. Theo mình nghĩ là một số vấn đề là do nó biết sao cái cây của nó nhiều khi nó bộ rễ ở dưới á, mấy cái rễ ở nhỏ ở dưới á, nó đã bị con sâu rầy gì đó nó bu nó ăn ở dưới á, nó bị là nó bị vàng lá, làm như là cái nó bị nhiễm trùng cái gì đó nên nó bị vàng lá. Còn không, vấn đề thứ hai nữa là chắc là tại do mình phun thuốc quá liều á, nó bị phạm thuốc. Nhiều khi cái cây mình đang xanh tốt vậy đi, cái tự nhiên mình phun vô thuốc vô làm sao cảm thấy 2-3 ngày sau cái lá nó tự nhiên nó đổi màu liền. Nhiều khi đó là vấn đề do nó bị phạm thuốc nha mấy anh chị. Theo mình suy nghĩ vậy thôi. Như mình con người mình vẫn đang bình thường khỏe mạnh thì không cần phải dùng thuốc làm gì. Chừng nào cái người mình mà cái thấy bị ốm đau hay gì đó mình mới dùng thuốc thôi, còn nếu bình thường thì anh chị em nhớ hạn chế dùng thuốc. Nó cũng không tốt đâu. Rồi cuối cùng mình cũng chúc mấy anh chị em đầu tuần thật là nhiều sức khỏe nha anh chị em. Rồi thành công trong công việc hết nha, hạnh phúc bên gia đình hết nha. Mấy bữa nay cũng rất là cảm ơn mấy anh chị em đã nhiệt tình ủng hộ mình luôn. Rồi cảm ơn mấy anh chị em rất nhiều luôn. Hẹn gặp lại lần sau nha.